Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An tháng 3 năm 2019 của tỉnh đoàn Nghệ An. Trong chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Lễ khởi động năm thanh niên tình nguyện và tháng thanh niên năm 2019. Chương trình tháng 3 biên giới. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành công đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Đêm giao lưu nghệ thuật khúc ca biên cương chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh sôi nổi kỳ sinh hoạt toàn đoàn, ngày hội đoàn viên và hưởng ứng ngày chủ nhật xanh. Các cơ sở đoàn đồng loạt khởi động năm thanh niên tình nguyện và tháng thanh niên năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện và hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng ngày 28 tháng 2, tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ khởi động năm thanh niên tình nguyện và tháng thanh niên năm 2019. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Kha Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong và hơn 5.500 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi tháng thanh niên và năm thanh niên tình nguyện năm 2019, lan tỏa màu áo xanh thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai có hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng 20 suất quà cho 20 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh, 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và dành tặng 5 ngôi nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng từ việc kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm doanh nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh đoàn, ngay sau buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng với đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã đồng loạt ra quân tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện vì cộng đồng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Tháng thanh niên năm 2019 với tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết sáng tạo, hứa hẹn một năm tình nguyện đầy sôi động, sáng tạo và cháy hết mình của tuổi trẻ tỉnh nhà. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng bộ đội biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2019, 30 năm ngày biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2019 và hưởng ứng tháng thanh niên ngày 28 tháng 2 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Huyện đoàn Anh Sơn tổ chức chương trình tháng 3 biên giới. Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các chiến sĩ đồn biên phòng Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao tặng 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn huyện. Cũng tại chương trình, Huyện đoàn Anh Sơn đã ra mắt đội xung kích tình nguyện giữ yên biên giới huyện Anh Sơn, gồm 15 đồng chí là đoàn viên thanh niên, công an viên xã Phúc Sơn và các chiến sĩ đồn biên phòng Phúc Sơn. Đội xung kích sẽ phối hợp với lực lượng chiến sĩ đồn biên phòng tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới. Nhằm tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024 tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc và xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các anh chị thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 3 với tinh thần dân chủ, xung kích tình nguyện. Tại đại hội đã tổng kết về thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội hội cấp trên. Bên lề đại hội còn có các hoạt động sôi nổi của thanh niên như ngày hội thanh niên, các trò chơi dân gian, gian hàng thanh niên mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của từng địa phương.
Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chọn 3 đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện, gồm huyện Hưng Nguyên, huyện Anh Sơn, thị xã Hoàng Mai và dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2019. Tối ngày 1 tháng 3 tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao phối hợp tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật khúc ca biên cương chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Đêm giao lưu với những lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi người chiến sĩ mang quân hàm xanh và đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tỉnh đoàn đã tổng kết cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng được triển khai từ đầu năm 2018. Có hơn 57.000 bài thi với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang. Tại đây, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Thượng úy Hà Huy Thiên, trợ lý thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 2 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân, đồng thời trao 3 giải tập thể cho các đơn vị đoàn thanh niên cấp huyện, giải nhất thuộc về huyện đoàn Quỳnh Lưu, giải nhì được trao cho huyện đoàn Quế Phong và giải ba thuộc về huyện đoàn Nam Đàn. Trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị cơ sở đồng loạt tổ chức kỳ sinh hoạt toàn đoàn, ngày hội đoàn viên và hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh. Ngày 10 tháng 3 năm 2019, đồng loạt 21 huyện thành thị đoàn triển khai ngày Chủ nhật xanh với các phần việc vệ sinh làm sạch, tẩy trùng xung quanh các khu vực bệnh viện, phòng khám, trạm y tế trên địa bàn, trồng các cây thuốc, cây dược liệu, xây dựng công trình vườn thuốc nam thanh niên và quét dọn, thu gom, xóa điểm đen về rác thải. Với chủ đề Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện vì cộng đồng, trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị cơ sở đồng loạt tổ chức ngày hội đoàn viên và sinh hoạt toàn đoàn. Đây là dịp để tuổi trẻ cùng nhìn lại lịch sử phát triển và trưởng thành của tổ chức đoàn thanh niên và giáo dục đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Với nhiều nội dung hấp dẫn sôi nổi, sinh hoạt toàn đoàn và ngày hội đoàn viên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tăng cường giao lưu kết nối. Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngày 28 tháng 2, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi động năm thanh niên tình nguyện và tháng thanh niên năm 2019. Tại buổi lễ, nhiều tiết mục đặc sắc, các ca khúc hát về tuổi trẻ, đồng diễn võ thuật, trình diễn kỹ chiến thuật đánh bắt tội phạm được thể hiện một cách công phu ấn tượng, thu hút hơn 500 đoàn viên ưu tú đến từ 26 cơ sở đoàn trực thuộc. Khởi động cho tháng thanh niên năm nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng mang ý nghĩa thiết thực như phát cháo miễn phí tại bệnh viện Sản Nhi, cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho các em học sinh trường Trung học phổ thông nội trú tỉnh Nghệ An cơ sở 2, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 500 học sinh trường Trung học phổ thông Lê Văn Thuật, thành phố Vinh. Ngày 28 tháng 2, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghi Lộc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019. Hoạt động có sự tham dự của đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh đoàn. Hoạt động thu hút hơn 200 cán bộ đoàn viên thanh niên các khối trường học, xã thị trấn, cơ quan trên địa bàn huyện. Thông qua buổi lễ, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên địa bàn toàn huyện. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Diễn Châu tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề Tuổi trẻ Diễn Châu tình nguyện vì cộng đồng, thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên các xã thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tại lễ ra quân, huyện đoàn đã trao 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 5 gói vay vốn trị giá 150 triệu đồng từ Quỹ Thanh niên Lập nghiệp cho các thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Ngày sau lễ ra quân, hơn 500 đoàn viên thanh niên đã dọn dẹp vệ sinh khu đền và thực hiện công trình vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác rộng 500 m². Chiều ngày 1 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019 hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại di tích lịch sử cây đa Làng Trù, xóm Tân Hợp, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn với công trình xây dựng sân khấu bê tông. Hoạt động góp phần vào việc nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống và hệ môi trường sinh thái. Sáng ngày 2 tháng 3, tại bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tương Dương tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019.
Khởi động tháng thanh niên năm nay, huyện đoàn đề cao tính chủ động, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng, đoàn các cấp và thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, huyện đoàn đã phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đảm nhận và thực hiện các công trình hướng tới các hoạt động chào mừng đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã ra quân đổ bê tông hơn 500 mét đường giao thông nông thôn tại bản Khe Ngậu. Ngày 3 tháng 3, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Lưu phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Minh An tổ chức khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn tại xã Quỳnh Thành. Cùng ngày, Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã tổ chức ra quân làm công trình thanh niên cấp huyện với mục tiêu tập trung nhân lực nạo vét kênh mương, giao thông nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân. Sáng ngày 5 tháng 3, tại sân vận động Ủy ban nhân dân xã Quang Thành, Ban Thường vụ huyện đoàn Yên Thành tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ khởi động, 200 đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 1.000 cây chuối ngọc dọc theo tuyến đường của xã Quang Thành, đồng thời cùng câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 50 người thuộc diện hộ gia đình chính sách và người già cả neo đơn trên địa bàn xã Quang Thành. Chiều ngày 8 tháng 3, Ban Thường vụ huyện đoàn Nam Đàn tổ chức ngày đoàn viên, ngày hội thanh niên điểm tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 với nhiều nội dung phong phú bằng nhiều cách thể hiện khác nhau đã thu hút được sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong thời gian khoảng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 9 tháng 3, Ban Thường vụ huyện đoàn Quỳ Hợp tổ chức thực hiện công trình xây dựng con đường bích họa tại 3 địa phương là xã Thọ Hợp, Châu Quang và thị trấn Quỳ Hợp. Đây là những con đường bích họa đầu tiên ở huyện miền núi Quỳ Hợp. Con đường bích họa với chiều dài hơn 400 mét, mỗi bức tranh là một thông điệp tuyên truyền, cổ động về các chủ đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, an toàn giao thông, chung tay xây dựng nông thôn mới, vui chơi cho trẻ em. Hoạt động đã thu hút hơn 120 đoàn viên thanh niên của đơn vị, cơ quan, các xã thị trấn, giáo viên của các trường học trên địa bàn huyện tham gia. Ngày 10 tháng 3, cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Vinh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, giọt hồng sắc xanh. Trải qua một buổi lấy máu, toàn thành phố có 500 đồng chí đoàn viên thanh niên đăng ký hiến máu, thu về 352 đơn vị máu. Ngày 9 tháng 3, Ban Thường vụ huyện đoàn Thanh Chương phối hợp với quận đoàn Long Biên tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn tại xã Thanh Tùng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Việc làm thiết thực của các cấp lãnh đạo ban ngành đã góp phần vào việc động viên bà con sớm ổn định cuộc sống. Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2019, thì đoàn Cửa Lò tổ chức khai mạc giải bóng đá cán bộ đoàn truyền thống lần thứ 3 năm 2019. Tham dự giải bóng đá có 4 đội: khối phường, khối trường học, khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Cựu cán bộ đoàn với thành viên trong các đội là những thủ lĩnh đoàn chủ chốt, cán bộ đoàn, cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ của thị xã Cửa Lò. Giải đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 11, 12, 13 của tháng 3 năm 2019. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhđoanngheian.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.